Năm con giáp giàu có nhất nhì thiên hạ. đúng ngày 11 tháng 3 âm lịch trả sạch nợ nần, tiền bạc về nhiều không thể ngờ tới. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh đạo sĩ tử Thông Quý vị thân mến, vào cái ngày 11 tháng 3 âm lịch ngày Quý Sửu, nếu bạn thuộc 5 con giáp dưới đây thì xin được chúc mừng các bạn vì các bạn sẽ gặp được may mắn rực rỡ. Mọi phương diện của các bạn từ công việc đến tình cảm đều được vượng phát, đặc biệt là về công việc. Đây là cái thời điểm các bạn có thể bứt phá mạnh mẽ, ghi điểm tuyệt đối với cấp trên và đồng nghiệp bằng cái sự thông thạo và tài giỏi của mình. Công việc thuận lợi nên là tài lộc cũng được khởi sắc theo, tiền bạc cứ rủ nhau kéo về túi, giúp cho các bạn trả sạch nợ nần sau một đêm. À, có một cái cuộc sống sung túc đủ đầy hơn. Bên cạnh đó, vận trình tình cảm của những con giáp này cũng khá là êm đềm khi mà các bạn luôn thông cảm và thấu hiểu cho nhau trên mọi phương diện. Những người độc thân sẽ nhận được những cái lời kết bạn trò chuyện từ những người khác giới. Quý vị hãy nắm bắt lấy cơ hội này. Biết đâu, đó có thể là những người sẽ chung sống với các bạn suốt cuộc đời. Vậy thì đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. À, thưa quý vị, trong ngày hôm nay ngày 11 tháng 3 âm lịch, ngày Quý Sửu ấy, thì con giáp may mắn đầu tiên mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị đó chính là những người tuổi tỵ. À, thưa quý vị, À, những người tuổi tị trong ngày hôm nay được cục diện tam hợp tị dậu sửu nó tương trợ giúp đỡ bên cạnh đó những người tuổi tị còn được chính tài nó tiếp sức vậy nên họ có thể nhận được những khoản thưởng nóng hoặc là gì hoa hồng đầy triển vọng thêm nữa à, các bạn luôn cố gắng hết mình và hoàn thành tốt những cái nhiệm vụ được giao nên là các khoản lương thưởng cũng cực kỳ xứng đáng với những người tuổi tị trong thời gian này bên cạnh đó những người làm đầu tư kinh doanh cũng sẽ nhận được những khoản lời lãi từ những khoản đầu tư từ trước đó bản mệnh đã dũng cảm thử sức bản thân và có cái tầm nhìn xa trông rộng nên là luôn đi trước đối thủ cạnh tranh phát triển nhanh chóng à, tất nhiên những cái áp lực là cái thứ không thể thiếu trên cái con đường thành công à, chẳng có con đường nào đến thành công mà trẻ toàn hoa hồng gá Xong, những con giáp này dám chấp nhận thử thách để có được cái thứ mình muốn bên cạnh đó vận trình khởi sắc bản mệnh cũng được cấp trên đánh giá cao bởi cái năng lực của chính bản thân mình đôi khi À, các bạn cũng có những cái ý tưởng bốc đồng. à, xong không thể phủ nhận à, cái tính sáng tạo của các bạn trong thời gian này à, thưa quý vị những người tuổi tỵ hãy cố gắng và nỗ lực thật nhiều để chớp lấy cái thời cơ thăng tiến trong cái thời gian này quý vị đừng để cho công sức trong cái thời gian của mình nó lại đổ sông đổ bể mất à, bên cạnh đó những người tuổi tỵ cũng nên để à, tăng cường thêm cái may mắn và tài lộc cho mình đấy à, thêm nữa là đây được cục diện ngũ hành nó tương sinh Vậy nên cái chuyện tình cảm của những người tuổi tuổi tỵ có những cái dấu hiệu phát triển rực rỡ tích cực. À, nếu mà đang có người trong lòng ấy, thì quý vị hãy bày tỏ tình cảm của mình bằng những cái hành động thực tế để người ấy có thể là gì cảm nhận được. Vì thế để gia tăng thêm cái may mắn về công việc, tài lộc cũng như là tăng cường cái vận nhân duyên thì những người tuổi tỵ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tị, dậu Sửu để được trợ mệnh hộ thân Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị có liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 919 để thỉnh cái vòng tâm hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tỵ đó là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo con giáp may mắn thứ hai trong ngày 11 tháng 3 lịch ngày quý sửu đó chính là những người tuổi dậu. Những người tuổi dậu cũng được cục diện là tam hợp là tỵ dậu sửu nó tương trợ nó giúp đỡ. Nói chung ấy trong ngày hôm nay dưới sự giúp sức của tam hợp những người tuổi dậu có một ngày làm việc cực kỳ là may mắn à, các bạn có thể đạt được những thành công mà không cần phải đấu tranh quá nhiều mọi thứ dường như đến với các bạn một cách là tự nhiên dù làm công việc gì đi chăng nữa những người tuổi dậu trong thời gian này cũng có một cái túi tiền khá là rùng rỉnh à, đó là cái thành quả của các bạn đã chăm chỉ trong suốt thời gian vừa qua cấp trên cũng sẵn sàng thưởng cho một người mà không ngừng nỗ lực như các bạn bên cạnh đó tình hình kinh doanh buôn bán của những người tuổi Dậu cũng khá là khả quan đơn hàng thì cứ tới tấp buôn may bán đắt à, từ giờ đến cuối năm thì cũng sẽ gì tăng cường cái doanh thu và trở nên là giàu có và sung túc hơn à, bên cạnh đó trong thời gian này thì lại được cục diện ngũ hành nó tương sinh sửu thổ sinh dậu kim vậy nên những người tuổi Dậu và nửa kia có thể tháo gỡ được những khúc mắc những hiểu lầm còn tồn tại trước đó đó à, thông qua cái việc này hai người có thêm cái sự thấu hiểu lẫn nhau và trân trọng cái mối quan hệ giữa hai người hơn. Vậy nên, để bảo vệ cái hạnh phúc của mình và gia tăng thêm cái may mắn tài lộc, thì những người tuổi dậu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, tị, dậu, xíu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân À, mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi dậu đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo con giáp may mắn thứ ba ấy. trong cái ngày 11 tháng 3 âm lịch ngày cuối xỉu này, đó chính là những người tuổi thân. À thưa quý vị, những người tuổi thân được chính ấn nó sai chiếu. Vậy nên những người tuổi thân trong ngày hôm nay ấy, thì khá là nhanh nhạy, biết đâu là cái cơ hội mình phải nắm bắt để mà thể hiện bản thân. Chính vì vậy mà các bạn sẽ nhanh chóng gây ấn tượng với lãnh đạo khiến bạn bè, đồng nghiệp xung quanh đều cảm thấy là khâm phục và ngưỡng mộ. Tuy nhiên, quý vị cũng không nên quá kiêu ngạo và dễ hài lòng với những cái gì mà mình vừa đạt được. Quý vị hãy luôn đặt những ra những cái mục tiêu cao hơn, bởi khả năng của các bạn có thể giúp các bạn tiến những bước tiến xa hơn nữa, không chỉ dừng lại ở hiện tại. Bên cạnh đó, các mối quan hệ xã giao thiếu đi cái sự hài hòa, nội bộ trong thời gian này cũng dễ xảy ra những chuyện lục đục tranh cãi mâu thuẫn. Tất nhiên, việc gì cũng có hai mặt tốt xấu của nó tốt là chỗ cạnh tranh thì có cái sự phát triển xấu là chỗ nó khiến cho các bạn phải suy nghĩ lao tâm khổ tứ khá nhiều và tất nhiên đấy nếu mà ai biết chủ động nắm bắt cơ hội có cái sức chịu đựng bền bỉ thì người ấy sẽ có được những cái thành công như ý muốn ở trong thời gian này thì cái sự xuất hiện của chính quan nó cũng mang đến cho những người tuổi thân cái sự hỗ trợ cần thiết trong công việc à, vận quý nhân thì cũng không nên lỗi tệ à, quan trọng là các bạn có tinh tế để nhận ra hay không mà thôi à, bên cạnh đó thì trong thời gian này may mắn về vận trình tình cảm của những người tuổi thân ấy, thì lại được cục diện là xỉu thổ sinh thân kim vậy nên được cục diện ngũ hành tương sinh đấy vì thế mà những người độc thân có thể nhận được những lời làm quen từ những người khác giới nếu mà cởi mở trò chuyện với đối phương các bạn có thể sẽ nhận ra đối phương có rất nhiều điểm tốt à, quan hệ giữa hai người sẽ càng ngày càng phát triển đầy triển vọng bên cạnh đó những người có đôi có cặp đấy, hoặc các cặp vợ chồng ấy, thì cũng sẽ được tận hưởng cái giây phút ngọt ngào hạnh phúc bên nhau vì vậy quý vị đừng bỏ lỡ cái bất cứ cái thời điểm nào trong cái thời gian này nhé vì thế để gia tăng tăng cường cái hạnh phúc và gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình thì những người tuổi thân hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tí, thìn để trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ Quý vị có liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi thân đó là con giáp may mắn thứ ba. Tiếp theo con giáp may mắn thứ tư trong cái ngày hôm nay ngày 11 tháng 3 lịch không ai khác đó chính là những người tuổi Tý. À, thưa quý vị nói chung ấy trong ngày hôm nay thì những người tuổi Tý được cục diện là nhị hợp đúng không ạ Tý xỉu nhị hợp với tương trợ thêm nữa lại được cục diện là Hợi tí xỉu tam hội vậy nên những người tuổi tí rất được lòng lãnh đạo trong ngày hôm nay các bạn nhanh chóng nắm bắt cái ý muốn của cấp trên và hoàn thành rất tốt những công việc được giao phó cấp trên có thể giao cho bạn những công việc khó khăn trọng đại uh, trong thời gian tới uh, có thể các bạn sẽ phải hơi vất vả một chút xong cái điều đó là cần thiết nếu các bạn muốn bước một bước lớn hơn trong sự nghiệp của mình vậy nên quý vị hãy cố gắng lên À, trong ngày hôm nay lại được cục diện tam hội nó tương trợ. Vậy nên là ấy, chuyện tình cảm vợ chồng sẽ ngày càng thêm gắn kết. À, quý vị đã biết đặt mình vào vị trí của đối phương để mà gì tìm ra cái tiếng nói chung. Vì vậy, trong thời gian này các cặp đôi cũng đã biết thay đổi cái góc nhìn nhận vấn đề chứ không gì khăng khăng một mực như trước nữa. Vì vậy mà gì nó sẽ hóa giải được những cái khúc mắc, những cái mâu thuẫn. Đấy. Nó xảy ra bất kỳ cái thời gian nào. Đấy. Vậy nên để bảo vệ cái hạnh phúc của mình ấy, thì những người tuổi Tý cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tý thìn để được trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị có liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tý đó là con giáp may mắn thứ tư tiếp theo con giáp may mắn thứ năm trong ngày 11 tháng 3 ngày quý sửu thì đó chính là những người tuổi mão À, quý vị thân mến trong ngày hôm nay những người tuổi mão được thực thần nó độ mệnh à, hôm nay là một cái ngày may mắn với những người tuổi mão trên phương diện sự nghiệp tài lộc đặc biệt những người làm công việc tự do có thể nhận được một khoản thù lao xứng đáng với công sức mà mình bỏ ra các bạn còn gì làm quen được với nhiều cái đối tác lớn tuy nhiên à, các hoạt động xã giao có thể cũng sẽ à, làm tốn của các bạn một khoản kha khá nhưng mà quân quý vị hãy nên để suy nghĩ một cách tích cực lên nếu cái khoản tiền này có thể giúp các bạn phát triển rực rỡ hơn trong tương lai, thì quý vị cũng đừng nên là gì hối tiếc. À, thêm nữa trong thời gian này thì nói chung ấy cái cuộc diện thực thần nó cũng mang lại nhiều cơ hội giao lưu gặp gỡ. À, quý vị cũng có lộc ăn uống có lộc kinh doanh. À, nói chung ấy đặc biệt là những người làm nghề tự do hoặc là những người buôn bán kinh doanh thì cũng sẽ thu về cho mình một khoản lợi nhuận cực lớn nhưng mà tiếc rằng đỏ bạc thì đen tình trong ngày hôm nay gặp cục diện ngũ hành xung khắc mão mộc khắc sửu thổ vậy nên dường như bản mệnh đang gì à, gặp khó khăn trong chuyện tình cảm do là gì quý vị đang đối xử quá nghiêm khắc Đấy. lúc nào cũng muốn người ấy phải nghe theo ý của mình à, các bạn không nên hành xử như vậy Đấy. bởi cái dần dần điều đó cũng sẽ khiến cho nửa kia cảm thấy mệt mỏi vậy nên để bảo vệ cái hạnh phúc của mình ấy, thì những người tuổi mão hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân hợi mão, mùi để mà trợ vận hộ thân. Tiếp theo chúng ta xét con giáp may mắn thứ sáu trong ngày hôm nay thì đó chính là những người tuổi hợi. Những người tuổi hợi được cục diện là hợi tí xỉu là tam hội. Trong ngày hôm nay cái vận trình của những người tuổi hợi sẽ gì? Hanh thông và thuận lợi. Nói chung ấy các bạn sẽ tìm ra được những cái đường đi nước bước và bên cạnh đó công việc có khó khăn cũng sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ mở ra nhiều cái cơ hội làm ăn mở ra nhiều cái cơ hội hợp tác À, cơ hội kiếm tiền cũng sẽ đến với quý vị rất là nhanh trong thời gian này. Bên cạnh đó, thì cái chuyện tình cảm của những người tuổi Hợi cũng khá là tốt đẹp đấy. À, đối với những người độc thân thì rất thích hợp phát triển các mối hẹn hò, tương tác với nhau. À, trong thời gian này thì vận trình sự nghiệp của những người tuổi Hợi cũng có nhiều cái chuyển biến tích cực đáng kể. Tần suất công việc thì nhiều, cơ hội mở rộng kinh nghiệm thì phong phú. Đối với những người làm nghề nghệ thuật, công nghiệp và hoặc giải trí thì cũng sẽ có nhiều cái tin tốt lành hơn. Những người làm văn phòng thì cũng nên lưu ý các văn kiện, các ghi chép, hóa đơn chứng từ. À, với sự hỗ trợ của quý nhân, cơ hội các bạn sẽ được bạn bè giúp đỡ cũng sẽ khiến cho các bạn rút ngắn khoảng thời gian để mà thăng tiến. Tuy nhiên, à, các hiểu lầm với đồng nghiệp cũng cần phải được giải quyết ngay, tránh để lâu dài. Thêm nữa, cái vận trình tài lộc của những người tuổi Hợi trong thời gian này cũng tương đối là tốt đẹp, ổn thỏa nhờ cái quan hệ nhân duyên mở rộng. Tuy nhiên, à, trong thời gian này thì quý vị cũng nên là gì? tránh các mối liên quan đến tiền bạc để tránh sự nhầm lẫn à, hơn nữa về vận trình tình cảm thì trong ngày hôm nay ngày 11 tháng 3 âm lịch ngày quý sửu ấy thì những người tuổi hợi được dự báo là trong thời gian này à, quý vị dễ lâm vào cái tình trạng là lựa chọn giữa tiếp tục là duy trì hay là gì hay là thôi những người độc thân thì mải mê công việc mà gì không màng đến cái chuyện tình cảm còn những người đã có gia đình nếu mà không chân thành, không tích cực ấy, thì cái mối quan hệ của hai người cũng dễ rơi vào tình trạng là bế tắc. Vì thế, để bảo vệ cái hạnh phúc gia đình và gia tăng thêm cái may mắn tài lộc thì những người tuổi hợi cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi để mà trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 919 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi hợi. Đó là con giáp may mắn thứ 6. Thưa quý vị, như vậy là tử thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong ngày 11 tháng 3 âm lịch, ngày Quý Sửu. Trong ngày hôm nay chúng ta sẽ có 6 con giáp được thần tài chiếu mệnh, đó là những tuổi sau. 1 là tuổi Tỵ, 2 tuổi Dậu, 3 tuổi Thân, 4 tuổi Tý, 5 tuổi Mão và 6 là những người tuổi Hợi. Đó là 6 con giáp được thần tài chiếu mệnh trong ngày hôm nay, ngày 11 tháng 3 âm lịch ngày Quý Sửu. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. À, xin cảm ơn.